Một trong những bức tranh phong thủy nổi tiếng phải kể đến là bộ tranh Tứ Bình hoặc Tứ Quý. Trong tranh Tứ Quý, mỗi mùa có một loài cây, loài hoa đặc trưng, và mỗi một loài hoa, loài cây lại tương ứng với một loài chim, đó là đúng quy luật và quy tắc. Trên mỗi bức tranh vẽ cây hoa, chim chóc, những người nghệ nhân còn sáng tạo để tạo ra một câu thơ nêu bật ra chủ đề của những bức tranh đó. Một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, có theo thứ tự là Mạnh, Trọng, Quý. Tứ Quý là 4 tháng cuối của 4 mùa, tháng 3 là Quý Xuân, tháng 6 là Quý Hạ, tháng 9 là Quý Thu, tháng 12 là Quý Đông. Tranh phong thủy thường vẽ hoa đi chung với điểu